Rồi, tới đến là một cây kim thanh mai nha. Đây, cây này nó cao khoảng 2 tấc 3 tư gì đó. Nó nu coi nè, nó già tiếp luôn không? Tàn rồi uống. Dài dữ lắm luôn rồi. À. Xương chi đầy đủ hết trơn luôn rồi, dài dữ lắm. À, anh em thấy không, nuôi quá lâu rồi, 4-5 năm rồi, cái chậu của nó nè, vể cái chậu ra rồi cục về luôn rồi, đặt luôn rồi, nằm chậu quá lâu rồi, đế luôn nha. Già lên hột hết trơn, kim thanh mai mà già lên hột. Đó, cái này là 300 nha anh em. Đó. Lá là đẹp không? Đây. Rồi. Xin giao lưu với anh em 300k cây kim thanh mai.